là con đã có thai với Phong. Bà nói dối. Phong, em đã yêu anh Hưng. Tú, bà... Cô làm cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Mình ơi. Nhưng tôi không thể. Rồi em bất chấp tất cả, lòng thầm oán trách những ai đã chót gây ra, làm cho em khổ đau ngàn lần hối tiếc, lỗi lầm ngày càng thêm luôn sâu. Đời em lạc lối xong chẳng muốn tin vào ai, nhưng rồi cha bao hờn ghen đã khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu em chỉ muốn chim lấy mãi tranh giành một hạnh phúc bằng lòng ích kỷ nhỏ nhen. Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim thật thà và lòng vị tha với tất cả tâm chân tình dành cho nhau. Tình yêu đó mới bền lâu, xin đừng dối nhau. Đời em lạc lối xong chẳng muốn tin vào ai, rồi cha bao hờn ghen đã khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu em chỉ muốn chim lấy mãi tranh giành một hạnh phúc bằng lòng ích kỷ nhỏ nhen. Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim thật thà và lòng vị tha với tất cả tâm chân tình dành cho nhau. Tình yêu đó mới bền lâu, xin đừng dối nhau. Tú ơi là chồng. Nghe lắm, em nghe nói đã. Ừ, vậy đi. Tú à, em làm sao vậy? Em không sao hết á. Em chỉ thấy cuộc đời này toàn những điều giả dối không à. Giả dối? Ai giả dối? Mà giả dối chuyện gì? Thôi, chị không biết được đâu. Chị không biết, vậy nói cho hai nghe được không? Được rồi em kể, nhưng mà chị phải hứa với em là không được nói cho ai nghe, kể cả ba với má luôn nha. Ừ, hai hứa mà. Ừ, chị có thấy ba má sống với nhau lạ không? Lạ? Hai có thấy lạ gì đâu. Sao không lạ được? Không biết hay là giả vờ không biết giờ? Giả vờ gì? Em nói gì á? Thì nói thẳng ra đi, cứ vòng vo làm gì? Vậy em hỏi nè, nếu như mà hai có chồng, chồng hai đi ngoại tình, hai có chịu được không? Có coi như là không biết gì không? Sao làm vậy được? Thì đó. Vì hai có tin một người thầy giáo mẫu mực, một người cha đáng tôn kính, hết lòng yêu thương vợ con như ba của mình, lại đi ngoại tình với một người đàn bà khác không? Tú à, em đừng có nói bậy nghe. Em không có nói bậy, chính mắt em trông thấy rành rành nè, chị không tin hả? Thưa ba, thưa má. Con. Hưng, sao? Nói chuyện làm đám cưới chưa con? Dạ chưa má. Công nhận, con Lam này coi vậy mà cứng đầu ghê ha. Thì bà cứ để cho tụi nó từ từ chứ gấp gì mà dữ vậy? Cái ông này, hả? Bàn vô không bàn, cái bàn ra không à? Ông biết cái thằng Hưng con ông á, năm nay bao nhiêu tuổi không? Thì con trai 40 tuổi lấy vợ cũng đâu có trễ. Trời đất, vậy chứ hồi đó ông lấy vợ ông bao nhiêu tuổi mà ông nói con ông á, nhiều tuổi vậy mà lấy vợ vẫn chưa muộn là sao? Thì hồi đó tôi mới 23 chứ bao nhiêu. Vậy tôi mới ngu. Bây giờ tôi phải rút kinh nghiệm cho thằng con trai cưng của tôi chứ. không chơi cho nó đã con. Dướng như đàn bà sớm khổ sớm, có gì mà ham. Bây giờ ông ân hận rồi phải không? Thôi bà má, là bà nói đùa vậy thôi, chứ bà luôn tự hào về má không biết sao. Tự hào gì? Nó cái giọng nghe thấy ghét. Chứ bà có thương tôi hồi nào đâu ghét. Bà ơi, má nói má ghét thì ghét, mà thương thì thương. Bà đi ra đường, má không chịu nổi. Con nè, con lớn rồi, không còn nít nữa nha. Lo mà lấy chồng đi, mà tôi ế đó. Vậy tháng sau con cưới nghe má. Hả? Có thằng nào mà cưới? Chắc cái cột đèn ở ngoài á, vô cưới con phải không? Má coi thường con gái má quá ha. Mai con đưa về một tá cho má tha hồi chọn. Má chịu không? Đó, ăn nói cái kiểu đó đó, ế chồng là cái chắc. Con gái con lứa, không biết tế nhị ý tứ là cái gì hết trơn á. Thì chẳng phải là con đang ý tứ tế nhị với má nè. Vậy mà em gọi điện thoại cho má, kêu má đi bắt quả tang mà má lại không nghe. Má lại cấm em là không có được đi, rồi còn không được nói chuyện này cho bất cứ ai nữa. Nên bây giờ bà mới có cơ hội chối đó. Hai thấy có tức không? Út à, chuyện này liệu có quan cho ba không? Quan thì quan sao được? Bộ hai không tin em hả? Nhưng mà hai thấy ba mình ngày thì ở trường, tối về thì lại giết. Hai có thấy biểu hiện gì lạ đâu. Thì vậy mới nói. Ba làm em thất vọng quá. Không lẽ ba lại có buồn nữa? Hai, hai đang nghĩ gì vậy? Đâu có. Hai đâu có nghĩ gì đâu. Hai lại giấu em chuyện gì phải không? Giấu gì? Giấu gì đâu. Cái nhà này em nói thiệt nha, riết rồi biết tin vô ai nữa. Như vậy là Tú không nhớ gì về chuyện cũ của ba. Ừ, làm sao nó nhớ được? Hồi đó nó còn nhỏ quá mà. Tìm làm gì? Thôi em muốn ba. Ba ơi, chị Lan quýnh con. Thôi đừng khóc nữa, để chị đưa em đi nha. Ông cho chị em con đến trường ba con. Trường ba con là trường nào? Là trường gần đây đó ông. Có tiền không? Dạ. Dạ đến đó rồi ba con trả tiền cho ông. Để ông chở, nhưng con ngồi sau với ông em đó nha. Dạ con biết rồi. Lên. Hôm nay con được 10 điểm đó mẹ. Rồi lẹ lên con, lẹ lên đây. Đây nè con. Mai gặp nha. Lẹ lên, mình sau lưng mẹ đây. Mình về trước nha. Cẩn thận đó. Ba, ba ơi, ông ơi chạy theo xe ba con kìa. Ba ơi, ba, con nhớ ba. Có phải má con mày là cái trò này không? Dạ không phải đâu ba. Tạm Tú kêu nhớ ba, bắt con phải đi tìm ba. Ba ơi, ba bồng con đi, ba về với con đi ba. Ba về nhà mình đi ba, em Tú nhớ ba lắm. Không giờ ăn uống gì hết, và má cũng nhớ ba nữa. Má khóc hoài à, ba về đi ba. Con à, con, lại đây. Thôi, ba sẽ về với con. Ngoan nha, ba thương. Chắc hồi đó con Tú còn nhỏ quá nên nó không nhớ. Nhưng cô ta nghe nói là lấy chồng đi Mỹ lâu rồi. Không lẽ ba lại có người khác nữa? Ai cũng không ngủ được đúng không? Tội nghiệp mau quá. Bây giờ làm sao đây hai? Thì cứ để xem sao đã. Nhưng mà em không được làm ầm lên như vậy. Em biết rồi mà. Mày giống má quá. Chuyến bay đi Hoa Kỳ sắp đến giờ cất cánh. Yêu cầu hành khách nhanh chóng làm thủ tục vào phòng chờ bay theo sự hướng dẫn của nhân viên. Vậy là anh ta không đến đưa tiễn mình sao? Mà anh ta có hẹn gì với mình đâu. Sao mà mình vẫn mong chờ hoài? Tại sao mình lại cứ tự quyền hoặc mình như vậy chứ? Bây giờ thì em đã hiểu. Anh không yêu ai hết, kể cả bản thân của mình. Đâu ta? Mỗi mặt hàng là một trang riêng hay sao em? Đúng rồi. Son, phấn, kem dưỡng da. Nói chung là phải một trang riêng anh à. Bao gồm hình ảnh, sản phẩm và lời giới thiệu. À, anh cho em thêm một trang hàng đã sử dụng nha. Hàng đã sử dụng là sao? Là loại hàng xịn mắc tiền. Người ta đã mua và sử dụng một ít rồi. Bây giờ muốn bán lại. Em tìm hiểu và thấy mặt hàng này khá là đông khách hàng đó anh à. Vì muốn xài hàng xịn mà ít tiền thì họ phải tìm đến loại hàng này thôi anh à. Em đúng là đã đi năng. Công nhận á, ngồi riết trên máy bay mỏi mắt ghê á. Ủa má, chủ nhật mà bà cứ ở trường hoài vậy? Bà con phải trực lãnh đạo trường. Má nói thiệt không? Nè, sao lúc này con hay đa nghi vậy? Con xin lỗi má, chắc tại vì á, con thấy bà đã làm mất lòng tin của con rồi. Má đã nhức đầu rồi, con đừng có như vậy nữa được không? Chuyện người lớn của người lớn, để người lớn giải quyết, không phải chuyện của con. Bộ con không phải là con của ba, con của má hay sao? Mà chuyện của ba, của má không dính dáng gì tới con. Má muốn con sống đơn giản á, thì mọi chuyện cũng phải minh bạch rõ ràng với con chứ. Chuyện gì trong nhà này á, con cũng thấy bí hiểm hết. Sao con không suy nghĩ cho được? Má cũng không biết nói sao cho con hiểu nữa. Thôi đừng có làm nữa, lên nghỉ đi. Ngồi đó nói hoài má nhức đầu quá. Con không nghỉ ngơi gì nổi hết á. Má, cho con ra ngoài chút thư giãn nha. Alo. Là em đây. Kim. Em qua bên đây rồi. Em càng nghĩ, em càng thấy giận anh. Một chuyến đi không mấy gì là vui vẻ. Nhưng mà thôi, anh cứ coi đó là số phận đi. Như vậy sẽ dễ chịu hơn. Có cố dùng vậy cũng không có ích gì đâu. Bây giờ em cũng mỏi mệt lắm rồi. Cuộc đời không dài, nhưng nếu đi hết cuộc đời thì cũng không về. Bây giờ em nói như một nhà văn thực thụ rồi đó. Em mà là nhà văn gì? Mãi mãi em cũng chỉ là một cô thủ thư thất nghiệp, thế thôi. Ủa? Vậy em bỏ mộng viết văn rồi sao? Mộng và đời khác nhau. Lực bất tòng tâm. Còn anh vẫn viết báo chứ? Anh vẫn còn viết. Nhưng mà viết vì bức xúc, vì cuộc sống nữa. Như vậy cũng tốt. Bên này em mới mua một ngôi nhà ở vùng quê ven sông Potomac. Sắp tới hai mẹ con em sẽ sống ở đó. Khí hậu ở đó sẽ thích hợp với con của em. Còn em sẽ làm vườn, rồi trồng hoa, vừa thư giãn cũng để kiếm sống. Qua bên này mắc lắm đó anh. Nghe em tính vậy cũng ổn. Mà em nói con em đúng 12 tuổi phải không? Dạ. Anh quan tâm tới tuổi tác của con em làm gì? Anh tò mò vậy thôi mà. Mà sao em hỏi con em giống anh là sao vậy? Tại vì em thấy nó có cái nét gì đó giống anh, nên em hỏi vậy thôi. Bộ anh có nghi ngờ gì sao? Có nghi ngờ gì đâu. Nếu như hồi trước em sinh cho anh một đứa con trai thì cũng tốt, có đúng không? Em lại đùa rồi. Em nói thật chứ không có đùa đâu. Nếu như em có con với anh thì có lẽ anh sẽ không chia tay với em đâu, có đúng không? Cuộc đời không đơn giản như vậy đâu em à. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Nhưng không phải lỗi nào cũng sửa chữa được đâu. Bây giờ anh chỉ cầu xin em tha thứ cho anh thôi. Không tha thứ thì cũng chẳng làm được gì đâu. Thôi nha anh. Em chỉ gọi để báo anh biết em về tới nơi rồi. Vậy nha, bye anh. Cảm ơn em. Đúng là ba lại đi gặp người đó rồi. Nếu không sao lại đi đường này chứ? Bây giờ mà mình bắt gặp ba đi với người đó là mình phải gọi chị Lam đến ngay. Nhất quyết phải bắt quả tang cho bà hết trốn mới được. Con đi đâu mà đi từ trưa đến giờ mới về vậy? Đi chơi với tụi bạn một chút. Hôm nay chủ nhật mà má. Chứ ở nhà có chị Hai với má làm rồi, con đâu biết làm gì đâu. Con không làm gì á thì ở nhà lấy bài vở ra mà ôn đi. Năm nay thi tốt nghiệp rồi đó, rồi còn thi đại học nữa. Má thấy con học hành nhẫn nhơ như đi chơi á. Má, con á, con thấy con thông minh vốn sẵn tính trời rồi. So về nhan sắc thì có người vẫn hơn. Chứ còn về học hành á, con có chịu thua ai đâu. Nên má đừng có lo cho con. Thôi đi, đừng có chủ quan. Thi mà trượt á, là má đánh đòn. Ừ? Má mà đánh đòn con hả? Con kia Police 911 là 911 đó. Đây là Việt Nam, không phải Mỹ đâu cô nương. Coi phim Mỹ riết rồi nhiễm mà. Ở bên Mỹ đó, đánh con thì bị cảnh sát phạt. Còn ở đây là Việt Nam, dạy con đôi khi phải đánh con, hiểu không? Không ai bỏ tù đâu ở đó mà dọa tôi. Con đâu có dọa má đâu, con nói thiệt đó. Để con trị tội nó cho. Phải em theo dõi ba không? Chứ chị nghĩ em đi đâu? Không có kết quả gì đúng không? Sao không có? Nhưng mà tại vì tới đèn đỏ, ba giọt lên trước rồi, em theo không có kịp. Còn nếu không hả, em bắt được quả tang là cái chắc rồi. Tú à, khi nào em thấy được tận mắt, em hãy nói. Nếu không, chuyện này sẽ mang tội cả ba và má nữa đó. Không phải là chuyện đùa đâu. Làm sao mà em dám đùa được chuyện đó hả hai? Chị chỉ mong những điều em nói ra không phải là sự thật. Hai à, nếu như đó là sự thật thì làm sao đi hai? Hai cũng không biết nữa. Hai phải nghĩ cách đối diện với sự thật để chọn cách ứng xử cho mình. Chứ không để tới lúc đó bị sốc, chắc chịu không nổi đâu hai. Con Lam á, nó tính làm gì vậy? Mà làm tới đâu rồi con? Dạ, cũng đã chuẩn bị xong hết rồi má. Làm thuê mặt bằng, thành lập công ty hẳn thôi. 20 này là ngày khai trương đó má. Và Lam cũng đã cho quảng cáo trên báo rồi. Chị Lam á, đúng là người dám nghĩ dám làm. Vậy chứ ai như em, nghĩ không không làm. Thì phải nghĩ đã rồi mới làm chứ anh. Vậy thì cứ nghĩ đi. À, mà nè, chị Lam định nhờ em là mua mở hàng lần này đó. Được rồi, không những em sẽ mua mở hàng, mà lần này em còn vận động bạn bè mua giùm nữa. Còn cách giao tiền nhận hàng sao đây? Tất nhiên là nhận tiền trước, gửi hàng sau. Tiền thì gửi vào tài khoản có ghi địa chỉ ở trên mạng đó. Hàng thì giao tận nhà. Ở xa cũng vậy hả anh? Ở đâu cũng vậy, kể cả nước ngoài. Hay quá vậy ta. Thì vậy mới là mua bán qua mạng chứ. Em học kinh tế sao mà lơ mơ quá vậy? Không phải là em không biết, nhưng mà không ngờ chỉ làm được thôi. Cũng không khó lắm. Ở gần thì chị Lam có nhân viên giao tận nơi. Ở xa thì gửi bằng bưu điện. Chi phí người mua trả. Mẹ thấy con Lam có chí, lại cần cù. Con lấy được nó là tốt đó. Dĩ nhiên rồi, vậy con mới lấy chứ. Chuyện vợ chồng không phải đơn giản đâu con à. Cứ thấy tốt, thấy thương là lấy. Rồi có hạnh phúc đâu. Phải chăm chút từng ly từng tí trong cuộc sống chung mới mong có hạnh phúc con à. Thì con cũng sẽ chăm sóc tốt. Chứ tánh con từ trước tới giờ có lơ mơ chuyện gì đâu ba. Tụi con phải lấy người có sự nghiệp đàng hoàng, có gia đình êm ấm, thì ba má mới yên tâm, mới nhắm mắt được. Chứ đời tụi con mà bất hạnh không ra gì thì như vậy, ba má chỉ khổ tâm thêm. Ba má đừng có lo, con cũng cố gắng xây dựng cho hạnh phúc gia đình của mình êm ấm ba má à. Ủa ba đi đâu mà hướng ra quận nhất vậy? Ba đi ra tòa soạn, chứ đi đâu đâu. Vậy sao ba không meo bài như mọi khi, cho khỏe, đi chi cho mệt vậy ba? Bà dở gì đâu. Hôm nay lễ kỷ niệm ngày thành lập tờ báo, người ta mời cộng tác viên về dự tổng kết liên quan. Vậy bà có quà không ba? Được ăn rồi, còn quà cáp gì nữa. Có bao thơ mà bà giấu đó. Có đâu mà có. Mình chỉ là con tôm con tép, có ai lợi dụng được gì đâu mà Phong với Bì. Mà nè, nhân sự còn thế nào? Cũng xong hết rồi ba. Chủ nhật này con khai trương công ty và đưa trang website bán hàng online Lam Mỹ Phẩm.com.vn lên mạng đó ba. Vậy nhân sự con thì sao? Trước mắt thì chắc con chỉ thuê một người thôi, làm để xem sao đã. Khi nào có khách hàng thì con mới thuê thêm, chứ bây giờ con chưa biết làm ăn như thế nào. Nếu mà thuê nhiều nhân viên, con cũng không biết lấy tiền đâu ra để trả nhân viên ba. Con tính như vậy cũng phải. Còn con Tú những ngày nghỉ, con nhờ nó phụ giúp cho, để cho nó làm quen với thực tế, cho nó biết làm ăn. Chứ bà thấy nó cứ lông nhông hoài, bực mình lắm. Dạ, con biết rồi ba. Alo, tôi nghe đây. Dạ được, 10 phút nữa tôi có mặt tại trường. Má, không biết là em Tú có làm gì cho ba buồn không? Mà mỗi lần con thấy nhắc tới em Tú, ba có vẻ không vui. Con nghĩ chuyện đó làm gì? Ba cũng như người ta thôi. Con thì ngoan hơn nên ba thương con nhiều một chút. Còn Tú thì nó hơi cứng đầu, cho nên ba buồn chút vậy đó mà, không sao đâu. Dạ. Vào đi. Chào anh. Anh gọi tôi có việc gì sao? Anh hãy đọc bài báo của anh viết đi. Sao? Có gì không đúng hả anh? Anh viết như vậy thì chẳng khác nào anh bêu rếu trường này không? Cụ thể là vấn đề dạy thêm, học thêm, ngồi nhầm lớp, chạy đua với thành tích vân vân. Dù là anh nói ở trường A, trường B hay là trường C, nhưng ai cũng biết anh ở trường này. Vậy người ta sẽ hiểu ngay là anh viết về cái trường này còn gì nữa. Mà trường này, ai là người chịu trách nhiệm chính ở đây chứ? Cảm ơn anh đã trao đổi thẳng thắn với tôi. Đúng như anh nói, bài báo của tôi không ngoại trừ trường mình. Vấn đề là ở tính xác thực của nó. Tôi chỉ muốn phản ảnh trung thực một sự thật. Sự thật thì cũng có 37 đường sự thật, mà đúng sai thì cũng có 37 đường đúng sai. Liệu anh có làm thay đổi tình hình này được hay không? Tôi chỉ là một cá nhân, một hạt cát nhỏ bé, thì làm sao tôi có tham vọng lớn lao như vậy được. Nhưng nếu vì vậy mà tôi ngoảnh mặt làm ngơ, thì lương tâm một nhà giáo như tôi không cho phép. Và một hiệu phó như anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó. Phải, đúng như vậy. Đó cũng là vấn đề tôi luôn trăn trở, đau đầu. Anh tự tin và kiêu ngạo quá đó. Thưa anh, tự tin thì có, nhưng kiêu ngạo thì không. Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh đọc lại bài báo này. Chào anh. Đúng là ăn cháo đó bác. Cứ chờ đó. Bên kia đi. Em thích uống gì? Buổi tối uống nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu anh. Em sợ mập chứ gì. Làm cô dâu phải tròn trịa một chút, thì lúc đó mặc áo cưới mới đẹp. Ai nói là làm cô dâu? Ủa? Vậy không muốn làm cô dâu, yêu làm gì? Cái anh này. Chứ phải vậy sao? Dạ anh chị dùng gì ạ? Em muốn dầu ô trái cây. Cho một dầu ô trái cây và một lít tông. Dạ. Em chưa trả lời anh đó nghe. Thật ra thì em sợ lấy chồng quá. Cụ thể là sợ cái gì? Cảm ơn. Thì em thấy cũng nhiều người yêu thương nhau lắm, nhưng lấy nhau rồi sống với nhau có hạnh phúc gì đâu. Cũng tùy người em à. Ba má anh là một mẫu mực của một gia đình hạnh phúc đó. Ba má em cũng vậy chứ gì. Nhưng mà em có nói chuyện ba má anh đâu. Vậy em muốn nói anh chứ gì. Em có muốn anh thề không? Anh rớt bóp kìa. Cảm ơn em. Em thấy trong bóp của anh có tấm ảnh gì lạ. Ảnh gì vậy anh? Mắt em tinh quá à. Cũng may là anh không giấu em tấm ảnh chụp chung với cô nào. Cô gái đứng phía sau anh đẹp như là một hoa hậu vậy. Đây là ảnh kỷ niệm ngày mà anh thi lên đài trong vở đường Đông Kinh Vũ Đạo năm ngoái ở Tokyo. Cô gái Nhật này là đồng môn cấp dưới của anh. Em đừng có suy diễn lung tung nghe. Thì em có suy diễn lung tung gì đâu. Hay là người ta có tật giật mình. Quan trọng lắm đó nghe. Em á. Em uống đi. Tú ơi, Tú ơi, Tú ơi, Tú xuống má nhờ một chút nè. Dạ con nghe. Lâu vậy nè. Gì vậy má? Con má ly sữa lên cho ba giùm má. Thôi má bưng đi, mọi ngày má vẫn bưng mà. Thì bữa nay má nhờ con mang cho ba đi. Ba, má kêu con đem sữa lên cho ba nè. Để đó cho ba. Tú. Dạ. Con ngồi xuống đây đi. Con có điều gì bất mãn với ba phải không? Ba muốn con nói thật, phải không? Ừ, thì con nói đi. Nhưng mà ba không được nói với má đâu. Má mà biết má la con á. Được rồi, ba không nói với má đâu. Nhưng mà ba cũng phải nói thật với con thì mới được. Ba, phải ba có người đàn bà khác rồi không? Trời ơi, người đàn bà nào đâu? Thì cái người đàn bà mà đi vô khách sạn Vương Phi với ba đó. Con nhìn thấy tận mắt mà. Con hiểu lầm rồi. Người đó là bạn của ba bên Mỹ về. Ba với cô ấy đi uống cà phê, rồi về khách sạn lấy xe. Chứ ba vào khách sạn làm gì? Vậy sao con gọi điện cho ba, con hỏi ba đang ở đâu, ba nói ba đang ở trường. Rồi sau đó, ba quay về trường. Giờ đó ba quay lại trường để làm gì? Thì ba để quên cái cặp ở trường. Chứ sao bà lại nói dối với má là ba đi lấy tin để viết bài? Thì ra con cố tình theo dõi ba mấy lâu nay sao? Nhưng ba không nói như vậy, con nghe lầm rồi. Con nghe rõ ràng mà ba còn nói dối nữa. Ba nói dối như vậy mà biết con phải tin ba hả? Chị ơi. Ủa, sắp đến giờ khai trương chưa? Tới rồi. Rồi vào đi. Mày quá, còn kịp. Đi. Mở website lên để khai trương đi em. Khai trương đi. Em coi kìa. Có khách hàng đầu tiên rồi nè. Đặt sản phẩm dưỡng da 999.000 đồng. Hay quá ha. Số hình quá ha. Vậy là công ty của mình sẽ làm ăn phát đạt đó chị ha. Em ơi, em chuẩn bị đi để đưa liền cho khách hàng. Dạ dạ. Thôi, mấy chị em làm việc đi, anh phải về công ty ha. Dạ, bye anh. Anh đi cẩn thận nha. Trời ơi má, quá nhiều mặt hàng luôn. Toàn là dầu thơm, son phấn, mỹ phẩm. Hàng hiệu nổi tiếng không mà. Trời, có kem chống đám, chống nhăn của Chanel nữa. Má mua không? Vậy thì tốt quá. Má đang kiếm mua mà không có. Con coi mua cho má nha. Một chai dầu thơm Coco de Chanel. Rồi hai chai Hugo X-Men cho ba con với thằng Hưng nha. Mẹ ơi, bữa nay má chơi xịn quá ha. Gần 10 triệu rồi đó má. Thì mua mở hàng, thì mua kha khá cho con Lam nó mừng. Nhưng mà má, mua mà xài lâu á, sợ nó quá đát đó má. Mình đừng có mua nhiều. Quá đát sao được. Mày mốt con Lam về á, ba má xài là hết liền à. Ý, má xài sang quá ha. Mua mỹ phẩm của người bán, cho người bán xài nữa. Thì nó bán vậy, chứ làm sao nó dám xài đồ mất tiền vậy con. Mở tiếp đi con. Dạ. Để ngoài đó dùng. Mọi người nói vậy á, chứ chuyện tình công sở chỉ dành cho những người có vợ con đề quê rồi chén cơm thèm phở. Chứ còn thanh niên trai tráng như tụi mình á, mà yêu nhau thì phải tính chuyện cưới hỏi đàng hoàng chứ. Chưa chắc, mà tụi con gái bây giờ cũng kỳ. Thanh niên trai trẻ như tụi mình á thì họ không yêu, lại đi yêu mấy ông già đã có vợ con. Sao lạ vậy? Vì mấy ông ấy trong túi có tiền thì thấy bình thường. Alo. Anh hả? Em báo cho anh một tin mừng. Có 3 đơn đặt hàng mới nữa đó. Vậy hả? Chúc mừng em nghe. Khai trương tiếng Pháp. Em cảm ơn anh. Thôi em chuẩn bị hàng để gửi cho khách hàng đây. Bye bye anh. Bye bye em. Em chuẩn bị hàng xong rồi đó. Vậy hả? Dạ. Em có 3 đơn đặt hàng nữa đó. Em chuẩn bị hàng để gói ghém cẩn thận rồi gửi ra bưu điện cho khách hàng nha. Dạ dạ, để em làm. Tú. Dạ. Em ngồi đây đi. Khi nào mà khách hàng gửi đến á thì em in ra cho chị. Sau đó rồi báo cho chị biết nha, để chị chuẩn bị cho khách hàng. Dạ em biết rồi. Em. Cảm ơn quý khách đã tin cậy đặt hàng cho công ty Lam Mỹ Phẩm a@gmail.com. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quý khách ngay sau khi nhận được thông báo tiền của quý khách đã gửi vào tài khoản của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Lam Mỹ Phẩm. Nghe cũng bài bản quá ta. Thì làm ăn hẳn hoi mà. Chị ơi, lại có một đơn đặt hàng nữa nè. Trời ơi, trúng mánh nha. 10 triệu luôn. Trời ơi. Má ở nhà chờ hàng con dâu tương lai gửi đến nha. Con đi học đây. Sao con đi học trễ quá vậy? Lớp của con hôm nay đi thực tế mà má. Mà đi học vậy á, chừng nào mới xong? Dạ, chắc con còn phải làm luận án tốt nghiệp nữa mới xong á. Má ơi má, học xong lớp này, má cho con đi ra nước ngoài học tiếp nha. Con lấy bằng tiến sĩ nữa. Thôi, con gái học làm gì nhiều. Có bằng tiến sĩ á, thay chồng, thay con được không? Má lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chồng. Má làm quá, con không thèm lấy chồng luôn á. Còn với cái, vậy trưa có dẹn cơm với ba má không vậy? Dạ chắc không quá, ba má đừng có chờ con. Con đi nha má. Chị ơi, chị cho em gửi số hàng này. Cho em gửi chị phát nhanh nha. Chị điền nội dung và các mục trong giấy này. Nè, em ghi đi cho quen. Dạ. Lần sau đi một mình nha. Dạ, em biết rồi. Chị ơi, chuyển gói hàng này đi trong thành phố mất bao lâu hả chị? Dạ. Nội trong ngày nay em. Dạ. Chị cho em gửi. Con chào bác, con đến để giao hàng cho bác đây ạ. Con chờ lâu không vậy? Dạ, con gửi bác ạ. Sao nhanh quá vậy? Dạ, trong thành phố mà bác. Con bán được nhiều chưa con? Cũng được 4 đơn đặt hàng, nhưng mà toàn người quen thôi ạ. Thì cũng phải từ từ chứ con. Thôi, vô nhà chơi nha. Dạ, thôi, xin phép bác. Để bữa khác đi ạ. Tại hôm nay con mới mở hàng cho nên là con cũng cần phải trực điện thoại ạ. Nếu vậy con về đi. Mà sao con gửi hàng, người ta đem lại cho bác. Chứ con đem làm chi mà vất vả như vậy? Dạ, hàng con vẫn gửi. Nhưng mà riêng hàng của bác thì con muốn gửi bác đến tận tay ạ. Bác hiểu rồi, cảm ơn con nha. Dạ, thưa bác con về ạ. Chạy xe cẩn thận nha con. Dạ. Con đi bác. Má đi giao nhận đồ mai. Cơm đã nấu, Tú ăn xong bới cơm đi cho chị. Ba má về ăn sao? Không thể như vậy được. Bà nói dối. Bà nói dối. Một niềm vui, đời sẽ vơi đi từng nỗi buồn. Hãy cho người một nụ cười, đời bớt đi từng tiếng khóc ngậm ngùi. Hãy cho người lòng vị tha, đời bớt trong ta từng lỗi lầm. Hãy cho người lòng thật thà, đời bớt đi dã dối với điều ngon. Hãy sống với tâm hồn, giặt rào con tim không hận sâu. Tình yêu ta trao nhau có chân thành, thì hạnh phúc mới giữ bền lâu. Hãy sống với tâm hồn, ngập tràn yêu thương trong cuộc đời. Tình thân ta bên nhau mãi không rời, đầy nồng ấm thiết tha tình người. Hãy sống với tâm hồn, dạt dao con tim không hận sâu. Tình yêu ta trao nhau có chân thành, thì hạnh phúc mới giữ bền lâu. Hãy sống với tâm hồn, ngập tràn yêu thương trong cuộc đời. Tình thân ta bên nhau mãi không rời, đầy nồng ấm thiết tha tình người. Không thể nào tha thứ cho người đàn bà đó được. Có hiểu không? Chuyện đâu còn có đó. Con muốn nghe gì hết á. Con muốn bà phải đối diện với con.